Khánh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 20 của một bộ truyện tiên hiệp đặc sắc nổi tiếng của nhà văn Thạch Trư, tác phẩm Độc Bộ Thiên Hạ, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong tập truyện này. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, Diệp Phúc lập tức cùng với Chu Thế Văn, Phương Thần tụ tập cùng một chỗ, nhỏ giọng thương nghị. Chu Thế Văn lên tiếng trước. Thiếu báo, Thế tử Lương Vương thiết yến chúng ta, không biết là có ý tứ gì, chỉ sợ là thật sự xem chúng ta là đệ tử của Ngũ Độc Giáo rồi. Sự tình lần này có chút lớn rồi đây. Phương Thần cắn răng nói. Chuyện tới lúc này, chúng ta cũng chỉ còn cách lấy danh đầu của Ngũ Độc Giáo để mà lừa bịp khắp nơi mà thôi. Không thì nếu như bị bại lộ, chúng ta khẳng định là chết vô cùng thê thảm. Diệp Húc suy tư một lát, dặn dò hai người. Để tránh bị người khác vạch trần, chúng ta chỉ bằng lại tà ác thập bội, hung ác thập phần. Hai người trịnh trọng gật đầu. Hai vị thiếu huynh, nếu muốn làm ăn này của chúng ta với tụ bảo trai mà được, thì các ngươi tính toán đổi những thứ gì đây? Diệp Húc hỏi, hắn tính toán đổi lấy tinh thần nguyên tử tinh thạch, lại không biết Chu Thế Văn và Phương Thần có ý kiến gì không? Lão tử cái gì cũng không muốn, chỉ cầu vị cung chủ kia có thể cho ta gia nhập bách khoa cung của các nàng. Chu Thiên Văn tỏ ra vẻ đầu trộm đuôi cướp, cười hăng hắc nói: "Ta nghe nói trong Bách Khoa Cung tất cả đều là nữ tử, xuân khuê tịch mịch, bởi vì cái gọi là cô âm chết yếu, độc dương đoàn mệnh, cho nên âm dương điều hòa mới có thể sinh con. Chu gia nhà ta gần đây nhân khẩu đơn bạc, trước khi lão tử rời nhà, lão gia nhà ta sống chết với nói với ta rằng: Thế Văn à, lão tử thì không được, nhiệm vụ khai chi tán diệp phát dương quang đại Chu gia, đành phải giao cho ngươi rồi. Nhớ rõ bên ngoài phải gây nhiều tai họa cho mấy nữ nhân hoa tử vào." Sao? Chu gia đều là lão lưu manh cả. Diệp Phúc trong nội tâm thầm mắng một câu, nhìn về phía Phương Thần. Phương Thần cười nhạt một tiếng. Cái loại nho nhã phong lưu vốn có kia không cánh mà bay, hắn điềm nhiên nói: "Ta tính đợi 100 cao thủ dung nguyên kỳ, một ngày 3 bữa, mỗi bữa ăn một tên, dùng để tu luyện huyết ma nguyên hồn đại pháp của ta. Sau khi ăn hết 100 cao thủ dung nguyên kỳ rồi, thì ta liền có thể trở thành cường giả tam thực cánh." Chu Thế Văn không khỏi dùng mình một cái. Hắn nói bái nhập Bách Khoa Cung nhiều ít còn có ý tứ đùa cho vui, còn lời này của Phương Thần lại chính là lời nói thật 100%. Thiếu bảo, người xác nhận chúng ta thật sự còn phải tà ác thập phần, hung ác thập bội hay sao? Sau khi đi vào kinh giang lâu thì thấy Lương Vương Thế Tử Lương Hiên Tùng đã đứng ở dưới lầu tự mình đón chào, cười nói: "Chư vị cao hiền Ngũ Độc Giáo đường xa mà đến, Hiên Tùng không thể từ xa nghênh đón được, đặc biệt chuẩn bị rượu nhạt giúp các vị tẩy chân, thính." "Thế tử khách khí rồi, thính." Diệp Phúc cùng mọi người Lương Hiên Tùng cười cười, nói lên lầu rồi đều tự ngồi xuống. Lương Hiên Tùng không hề nhắc đến chuyện bọn họ giết người bên đường, liên tiếp mời rượu. Diệp Phúc xưa nay không uống rượu, lời nói dịu dàng, chối từ mà nói: "Khi tiểu đệ hạ sơn, sư phụ từng không cho ta uống rượu, nói ta uống rượu xong thì đều thích giết người, trang diện vô cùng thê thảm, đến cả lão nhân gia người cũng nhìn không nổi đâu." Lương Hiên Tùng một đầu đầy mồ hôi lạnh, có thể làm cho thế hệ trước hung tàn thành tính của Ngũ Độc Giáo cũng nhìn không được. Chàng diện này không biết là có biết bao nhiêu huyết tinh nữa đây. Diệp Phúc cười lên tiếng: "Thế nhưng hai vị sư huynh bên cạnh ta đây cũng không kinh rượu, thế tử sao không cùng bọn họ uống thêm vài chén nữa đi?" Lương Nghiên Tùng vụng trộm lau mồ hôi lạnh ở trên đầu, ở đâu còn dám mời rượu. Hắn cười ha ha, khua tay rồi nói: "Uống rượu hỏng việc, bỏ hết đi." Mấy tên thị vệ cuống quýt nâng cốc rút lui. Lương Nghiên Tùng lấy lại bình tĩnh, vươn người đứng dậy vái chào đến đất, cười nói: "Hiền Tùng có một yêu cầu quá đáng, mấy ngày nữa chính là đại thọ của phụ thân ta, kính xin các vị hiền huynh đại lượng hài hà, có thể không giết người thì nên đừng giết người." Diệp Húc liền vội vàng hoàn lễ, nghiêm mặt mà nói: "Thế tử nghiêm trọng rồi, sư huynh đệ chúng ta đều là người thành thật cả, từ trước đến nay không dám gây chuyện thị phi, đều là lấy đức thu phục người, dùng nhân ý mà phục chúng. Nếu có người trêu chọc chúng ta có thể chịu thì liền nhẫn, bất đắc dĩ lắm mới thoáng cảnh cáo bọn họ một hai."
Lương Nghiên Tùng đứng dậy cười to, thỉnh hắn ngồi xuống, trong nội tâm thầm oán hận. Tiếng xấu của Ngũ Độc Giáo các ngươi vang rền bên ngoài, ngươi không đi gây sự với người khác, họ đã thấy vạn hạnh lắm rồi, còn có kẻ điên nào dám tới chọc giận các ngươi nữa đây. Lại nói, những người từng bị các ngươi cảnh cáo qua, có kẻ nào còn sống cơ chứ? Lương Nghiên Tùng cùng bọn người Diệp Húc trò chuyện với nhau thật vui vẻ, đột nhiên chỉ nghe dưới lầu truyền đến tiếng người ầm ĩ, một thanh âm thanh thúy vang lên. Lương Vinh, ngươi xác nhận bọn họ trên lầu chứ? Tiểu nhân nào dám giấu giếm quận chúa đâu. Sau một lúc lâu, chỉ thấy một thiếu nữ đầu mang vòng vàng, mang theo vài tên vũ sĩ, hùng hổ xông lên lầu, sộc thẳng vào trong này, xa xa rồi quát. Tam ca, bên trong chính là ba nam một nữ, cộng thêm một lão tặc phải không? Dứt lời, thẳng xông vào trong nhã các, trong đó, tên vũ sĩ thăm dò, lướt nhìn bọn người Diệp Húc nói. Quận chúa, chính là bọn họ. Lương Lạc Thi gắt gao nhìn thẳng hoa hồ điêu trên vai Kiều Kiều, giận điên người mà quát. Cùng tiến lên cho ta, giết hết đám kẻ cắp này, thi thể treo ngoài cửa thành, huyền thi thị chúng. Lương Nghiên Tùng giận tái mặt quát. Lạc Thi, ngươi đây là đang làm cái trò gì vậy? Mấy người Diệp huynh là khách quý do vi huynh mời, có ta ở đây không cho phép ngươi hồ đồ. Lương Lạc Thi chán nản cả giận nói. Tam ca, những người này vô pháp vô thiên, mau xuống dưới. Lương Lạc Thi ngẩn ngơ kêu lên. Tam ca, ngươi hung dữ với ta sao? Lương Nghiên Tùng đầu lớn như cây đấu, sắc mặt chớp mắt trở nên âm trầm, nói với Tả Hữu thị vệ. Lôi nàng xuống dưới, để nàng về nhà thanh tỉnh lại đầu óc đi. Mấy tên thị vệ lập tức tiến lên, mang Lương Lạc Thi đi, căn bản không để cho nàng có cơ hội nói chuyện. Diệp Phúc trong nội tâm có vạn phần tò mò, không biết chính mình đến tụt cùng là đắc tội gì với vị quận chúa này của Lương Vương phủ đây. Lương Nghiên Tùng áy náy mà nói, các vị hiền huynh tha thứ, muội muội này của ta từ nhỏ nó bị chiều cho hư rồi, ngay cả cha ta đối với nàng cũng rất đau đầu. Tiểu cô nương có chút ít tính tình cũng là chuyện bình thường thôi. Diệp Húc cùng Lương Nghiên Tùng cười cười nói, đối với chuyện vừa rồi nửa chữ cũng không đề cập tới. Lương Nghiên Tùng không hề ra vẻ ta đây là thế tử gì gì đó, làm người lão thành, xử sự linh hoạt, thậm chí đối với công dương giảm cũng vẻ mặt ôn hòa, làm cho lão thụ sùng nhược kinh, được yêu mến quá mà kinh sợ. Có thể gặp được mấy vị tiểu tông này thật sự là số phận của lão Sơn Dương ta mà. Ngày thường ta sao có thể cùng nhân vật lớn như thế này, như thế tử nói chuyện chứ, thậm chí còn là ngồi cùng bàn, ăn cùng mâm nữa chứ. Công Dương Giảm thầm nghĩ trong lòng. Khách và chủ tận hoan, sau khi Lương Nghiên Tùng trả tiền thì liền tiến bọn người Diệp Húc xuống lầu. Hắn cười nói, tiểu đệ mấy ngày gần đây tương đối bận rộn, đợi ngày đại thọ của thân phụ qua đi rồi sẽ lại lần nữa đăng môn ép phóng. Chính vào lúc này, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm hào sảng cười to nói, lão Tam, vì huynh nghe nói ngươi đang ở đây mở tiệc chiêu đãi tân khách, đặc biệt đến xem người nào có thể làm cho ngươi coi trọng như vậy đây. Lương Nghiên Tùng thần sắc khẽ động, ngẩng đầu cười nói, nguyên lai là đại ca, mấy vị này là sư huynh Ngũ Độc Giáo. Diệp Húc nhìn lên, chỉ thấy một thanh niên nam tử cao lớn uy mãnh cưỡi tuấn mã đi đến dưới kinh giang lầu, ắt hẳn chính là đại thế tử Lương Hiền Thanh của Lương Vương phủ, có 5-6 tên tùy tùng tùy tướng, còn có một nam tử mặc thanh y chạy song song với Lương Hiền Thanh, trên mặt đầy ngạo khí, đối với Lương Hiền Thanh cũng là không mặn không nhạt, vênh váo hung hăng. À, nguyên lai là Ngũ Độc Giáo sư huynh, khó trách tam đệ cầu hiền nhược khát, nhị đệ không cùng vi huynh giới thiệu một chút hay sao? Lương Hiên Thanh nhìn bọn người Diệp Húc cười nhạt một tiếng, lập tức có một tên tùy tùng nhảy xuống ngựa, tế ra ngọc lâu, tay lấy ra một cái thảm dệt màu đỏ, thẳng trải ra mấy chục thước xa, rồi một đường trải đến dưới chân của bọn Diệp Húc. Lương Hiên Thanh lúc này mới xuống ngựa, dẫm trên mặt thảm để đi đến trước mặt mấy người, phô trương to lớn, làm cho người ta phải liếu lưỡi. Lương Hiên Tùng đem bọn người Diệp Húc giới thiệu một phen, rồi lại hướng Diệp Húc nói, Diệp huynh, vị này chính là đại ca của ta, thế tử Hiên Thanh. Vị bên cạnh này chính là Diêu Thừa Tiên, Diêu sư huynh của Quỷ Vương Tông, là bạn thân lâu năm của đại ca ta. Diệp Húc mỉm cười gật đầu với Lương Hiên Thanh và Diêu Thừa Tiên. Lương Hiên Thanh có chút phản lễ, Diêu Thừa Tiên trong lỗ mũi hừ một tiếng nói. Ngũ Độc Giáo đến chúc thọ Lương Vương, cư nhiên chỉ phái đám tiểu miêu tiểu cậu, chỉ mới tu luyện đến bổn nguyên kỳ các ngươi, thật sự là keo kiệt. Diệp Húc một quang mỉm cười, thoáng ngưng trọng. Tu vi của Diêu Thừa Tiên xác thực so với bọn hắn cao hơn không ít, nhưng cũng chỉ là cố nguyên kỳ. Hắn thản nhiên nói, không biết Quỷ Vương Tông lại phái được mấy tên tiểu miêu tiểu cầu đây. Hắn tuy không muốn gây chuyện sinh sự, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sợ bị gây chuyện. Trước giờ bị người khác khi dễ, hắn cũng chưa từng lùi bước. Diêu Thừa Tiên cười lạnh nói, Quỷ Vương Tông ta tự nhiên không keo kiệt như Ngũ Độc Giáo các ngươi rồi. Sư thúc ta mau khai phục đã dẫn người xuống núi mang theo hậu lễ, mấy ngày nữa sẽ đi vào Thanh Châu. Đến lúc đó còn muốn xem Ngũ Độc Giáo các ngươi đưa lên lễ vật gì kìa. Chu Thế Văn ha ha cười nói,
Lão tử còn tưởng rằng Quỷ Vương Tông có thể phái đại nhân vật nào, nguyên lai là hàng tiểu mưu tiểu cấu, cỡ mau khai phục mà thôi. Diêu Thừa Tiên bất chi bất giác bị bọn họ dắt mũi dẫn đi, lúc này mới tỉnh ngộ lại, giận tím mặt. Người muốn chết sao? Phía sau hắn đột nhiên hiện ra một con quái vật màu xanh lét, một thân lông xanh bồng phát như xà, tuyết miệng rộng ra, nhe răng cười, lộ ra bốn cái răng nanh dài, tản mắt ra một cỗ quỷ khí âm trầm. Một tay cầm lấy một cây lăng nha bổng dài cỡ 5-6 trượng, tay kia lại bắn ra 5 sợi dây nhỏ trắng như tuyết, trên đó treo sinh hồn của 5 tên vũ sĩ như có như không phiêu phù ở trong không trung. Đây là một quỷ vương. Quỷ vương cũng không phải quỷ như trong dân gian, mà là một loại người kỳ lạ có hình dị thú, hành tẩu trong cõi u minh, lực lượng lớn vô cùng, có thể thao túng lệ quỷ. Vu pháp của Quỷ Vương Tông cực kỳ đặc biệt, quan tưởng quỷ vương, sau đó giết hại vũ sĩ, rút ra hồn phách luyện chế thành lệ quỷ, giao cho quỷ vương khống chế. Vừa ra tay liền tương đương với mấy tên vũ sĩ cùng một lúc tiến công. Giết người càng nhiều, lệ quỷ liền càng là cô đọng, uy lực vu pháp lại càng phát ra cường đại. Tu luyện tới trình độ cao thâm, năm đầu lệ quỷ bổ nhào về phía trước, liền đem hồn phách, khí huyết, tinh thần của đối thủ toàn bộ mà lấy đi. Hơn nữa, lệ quỷ hữu hình không chất, vô cùng nhất, làm cho người ta khó lòng mà phòng bị. Quỷ Vương Tông hiển nhiên lại nuôi dưỡng loại dị thú quỷ vương này. Quỷ vương ngự quỷ quyết do Diêu Thừa Tiên phát ra, khí tức cực kỳ khủng bố. Hiển nhiên loại vu pháp này đã được hắn tu luyện tới cảnh giới cực kỳ cao thâm. Người khác có thể sợ Ngũ Độc Giáo các ngươi, thế nhưng Quỷ Vương Tông ta còn lâu mới sợ. Diêu Thừa Tiên nhe răng cười. Hôm nay ta sẽ đem tất cả các ngươi biến thành thuốc bổ cho vu pháp của ta. Ta muốn xem thử xem Ngũ Độc Giáo các ngươi làm như thế nào. Để giết ta một người, ta diệt cả nhà ngươi đấy. Đột nhiên lại có một tiếng cười to truyền đến, cất cao giọng mà nói. Thật sự là trùng hợp, đại ca cùng tâm đệ đều ở đây sao? Mấy người kỵ mã đang đi đến, cầm đầu lại chính là nhị thế tử của Lương Vương Phủ, Lương Hiên Thông. Hắn mặt trắng không râu, cười to mà nói. Ta nghe nói có người ở Thanh Châu nháo sự, đặc biệt dẫn dắt vài vị sư huynh đệ, môn hạ của Vạn Pháp Yêu Vương đi xem bốn phía một chút đây. Diệp Húc nhìn lại, chỉ thấy đứng phía sau hắn có mấy vị đại hán khí vũ hiên ngang, trên người hiện ra yêu khí nồng đậm, hiển nhiên không phải là nhân loại, mà là yêu thú tu luyện thành tinh, hóa thành hình người, hẳn là môn hạ của Vạn Pháp Yêu Vương. Trong đó một gã đại hán ngôn ngữ không lưu loát, cười nói: "Ta là môn hạ của Vạn Pháp Yêu Vương, Ngưu Sư Thúc, ít ngày nữa đi vào Thanh Châu, vì Lương Vương dâng lên kỷ chân của Đông Hải ta." "Ê, này, Thiếu Bảo, chúng ta hình như bị cuốn vào trong cuộc đấu tranh quyền đoạt lợi của những Lương Vương thế tử này rồi thì phải." Phương Thần khẽ nhíu mày, thấp giọng nói với hắn. Diệp Húc nhẹ gõ đầu. Đệ tử trong thế gia Đại Việt tranh quyền đoạt lợi cũng không ít cách nhìn. Lương Vương tuổi tác đã cao, mà tên thế tử chính trực tráng niên đều đang ngấp nghé vị trí Lương Vương. Nếu không như thế, bọn người Lương Nghiên Thanh, Lương Nghiên Thông sẽ không đến nỗi vừa nghe được tam thế tử mở tiệc chiêu đãi đệ tử Ngũ Độc Giáo tại Kinh Giang lâu, liền vội vàng chạy đến. Hai người bọn họ hiển nhiên một có Quỷ Vương Tông ở sau lưng hỗ trợ, một thì lung lạc đệ tử của Vạn Pháp Yêu Vương, mà Lương Nghiên Tùng thì thế đơn lực bạc. Bất quá đã lộ ra ý muốn lôi kéo đối với Diệp Húc, kỳ vọng đạt được sự ủng hộ của Ngũ Độc Giáo. Môn hạ của Vạn Pháp Yêu Vương ta rất có hứng thú đối với vu pháp của Ngũ Độc Giáo cùng với Quỷ Vương Tông. Cải lương không bằng bạo lực, các vị sư huynh không biết có chịu chỉ giáo một phen hay không? Một đại hán mang trên mặt che kín lân phiến, mang theo địch ký, quét nhìn bọn người Diệp Húc nói: "Không cần sư huynh ra tay, mấy cái tên cả đất chó cảnh này chỉ cần tiểu đệ ra tay là đủ rồi." Một đại hán trên mặt, trên tay mọc đầy lông vàng, dài ngoằng cười nói. Đột nhiên nhìn về phía bọn người Diệp Húc, cười lạnh lên tiếng: "Mấy vị này chính là cao thủ Ngũ Độc Giáo đã từng tuyên bố giết ta một người, ta giết diệt cả nhà ngươi hay sao? Nhổ cây phải diệt gốc trước, ta giết hết tất cả các ngươi trước để lập uy vậy." Diệp Húc cười lạnh một tiếng, trong nội tâm cũng có chút tức giận. Giết sạch người của Đinh gia có thể khiến những thế gia bình thường kinh sợ, nhưng không cách nào kinh sợ được đệ tử của Vạn Pháp Yêu Vương cùng Quỷ Vương Tông. Những người này đều là danh môn, thấy bọn họ tu vi không cao liền xem bọn họ như quả hồng mềm, thậm chí muốn lấy bọn họ ra để lập uy ở Thanh Châu này. "Thế tử, làm phiền ngươi lấy ra 10 cân rượu mạnh." Lương Nghiên Tùng dùng mình một cái, biết rõ trong lòng hắn đã động sát ý, trong nội tâm là sợ hãi cùng lại hưng phấn, run giọng mà nói: "Diệp huynh, không cần như thế, nếu ngươi đại khai sát giới, ta cũng không nói được công đạo ở trước mặt phụ vương nữa đâu." Kỳ thực trong nội tâm, hắn cũng rất muốn xem thử cảnh Diệp Húc sau khi uống rượu thì lục thân công nhận đại khai sát giới, mãn địa huyết tinh. "Khi tiểu đệ hạ sơn, sư phụ không cho ta uống rượu. Hôm nay có người 5 lần 7 lượt nhục mạ sơn môn của ta, tiểu đệ đành phải phá giới vậy." Diệp Húc cười lạnh nói: "Thế tử, nhanh lấy rượu." Chu Thế Văn cùng Phương Thần thì đứng ở một bên, trong nội tâm âm thầm nghĩ: "Thiếu Bảo là đang chơi trò gì thế không biết? 10 cân rượu mạnh sao? Tiểu tử này một chén rượu là gục rồi,
mà những 10 cân rượu mạnh đánh cũng không cần đánh nữa đâu, trực tiếp về nhà ngủ cho xong. Lương Hiên Tùng đau khổ mà khuyên nhủ: Diệp huynh, sắp tới đại thọ của phụ vương ta rồi, tốt xấu gì cũng xin bán cho tiểu đệ một chút thể diện. Nếu là ngươi khiến chàng diện ngập mùi huyết tinh, làm sao có thể để công đạo cho ta được? Phương Thần lạnh lùng nói: Sư đệ, lúc hạ sơn, sư phụ chính là để cho chúng ta đến giám sát ngươi, miễn cho ngươi sau khi uống say khiến ngươi máu chảy thành sông. Ngươi làm như vậy, trước mặt sư phụ chúng ta cũng không nói được công đạo đâu. Chu Thế Văn râu rậm vảnh lên, quát lớn mà nói: Ngươi uống say rồi, nếu cả chúng ta cũng giết luôn, xem ngươi làm sao mà về núi được đây. Mấy tên yêu nhân môn hạ của Vạn Pháp Yêu Vương liếc nhau, cùng cảm giác thấp thỏm lo âu. Chẳng lẽ định bóp quả hồng mềm lại đụng trúng cục đá cứng hay sao? Tiểu tử này thật sự khủng bố như vậy hay sao? Diêu Thừa Tiên cũng không khỏi hồ nghi, khi bọn người Diệp Húc giết bọn Đinh Lỗi, Vu Sĩ của Đinh gia, chàng diện liền cực kỳ quỷ dị, huyết tinh. Nghe ý tứ của những người này, tiểu tử này uống rượu vào rồi thì chàng diện còn muốn huyết tinh gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần, trái tim không khỏi một hồi băng giá. Bọn họ sở dĩ xem bọn Diệp Húc như quả hồng mềm, chủ yếu còn là vì tu vi của bọn Diệp Húc chỉ là bổ nguyên kỳ. Bất quá, nghĩ đến dung nguyên nhất phẩm Đinh Lỗi cũng chết trong tay của hắn, thì liền thấy quả hồng mềm này cũng không dễ bóp nát như vậy. Bất quá lúc này, hắn lỡ đâm lao rồi thì đành phải theo lao. Nếu không dám cùng bọn người Diệp Húc giao thủ thì chẳng phải là nói Quỷ Vương Tông sợ Ngũ Độc Giáo hay sao? Hai vị thế tử Lương Hiên Thanh cùng Lương Hiên Thông cũng lo lắng Diệp Húc thật sự có thủ đoạn lôi đình, giết bọn Diêu Thừa Tiên chỉ là việc nhỏ, vạn nhất đem mình cũng cuốn vào, chẳng phải là bị chết oan chết uổng rồi hay sao? Cho dù là thực lực của bọn người Diệp Húc không đủ để địch lại, lạc bại thân vong thì sau đấy Ngũ Độc Giáo mà trả thù, hơn phân nửa đầu tiên vẫn chính là ra tay với Lương Vương Phủ. Hai người cuống quýt cười nói: Chư vị đều là danh môn nổi tiếng cả, sao lại hành động theo cảm tình như vậy? Đợi đại thọ của phụ vương ta qua đi rồi lại luận bàn cũng không muốn. Diêu Thừa Tiên nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi tán đi vô pháp. Hắn cười lạnh nói: Cho các người sống thêm vài ngày, xem các ngươi có thể xuất ra bảo vật gì để dâng tặng cho Lương Vương đấy. Mấy tên yêu nhân môn hạ của Vạn Pháp Yêu Vương cũng cười: Chúng ta cũng muốn xem Ngũ Độc Giáo có thể xuất ra cái hậu lễ gì, có thể so sánh được với Kỳ Chân Đông Hải của ta hay không đấy. Mọi người cười lạnh đều tán đi, trong nội tâm vẫn buồn bực vạn phần. Tiểu tử này uống rượu xong rồi chẳng lẽ thật sự lợi hại như vậy sao? Thậm chí đến mức khiến cao nhân đời trước của Ngũ Độc Giáo cũng phải chuyên môn phái người coi chừng hắn, cấm hắn uống rượu hay sao? Từ biệt tam thế tử xong xuôi, bọn Diệp Húc đi về khách điếm. Công Dương Giảm cẩn thận giải thích nói: Người đến dự tiệc mừng thọ của Lương Vương rất nhiều, tất cả các thế lực lớn nếu là tặng lễ vật quá mức keo kiệt, ắt sẽ bị người ta nhạo báng. Ta còn nhớ rõ 10 năm trước Lương Vương đại thọ 50, Bách Khoa Cung cung chủ hiến cho Lương Vương một viên Thiên Hương Tục Mệnh Đan, nhất cử đoạt được danh đầu bảng. Chu Thế Văn hiếu kỳ mà nói: Thiếu Bảo, vị kia cho ngươi tặng quà cho Lương Vương đến tột cùng là vật gì vậy? Có thể lấy ra để cho chúng ta mở mang tầm mắt một chút hay không? Diệp Húc chần chừ, hắn cũng hết sức tò mò Diệp Tư Đạo để hắn giao cho Lương Vương đến tột cùng là cái gì. Lúc này lấy ra hộp ngọc mở ra nhìn, không khỏi nao nao. Chỉ thấy trong hộp ngọc chỉ có một viên đan dược tuyết trắng, tản mát ra mùi thơm ngát thanh nhã, làm cho người ta không khỏi cảm thấy tinh thần thư sướng. Bọn Tô Kiều Kiều, Chu Thi Văn và Phương Thần ngóc đầu nhìn lên, ba người trợn mắt há hốc mồm, sau nửa ngày nói không ra lời. Chỉ thấy viên đan dược kia to cỡ long nhãn ở trong hộp ngọc lăn qua lăn lại, trong đan dược có một bạch y thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy múa, phảng phất giống như thiên tiên vậy. Viên đan dược kia cùng với Thiên Hương Tục Mệnh Đan mà Công Dương tiên sinh nói có vẻ như rất giống nhau thì phải. Tô Kiều Kiều chớp chớp mắt, nàng cười nói. Công Dương Giảm lên tiếng: Ta cũng chưa từng gặp qua Thiên Hương Tục Mệnh Đan, chỉ là nghe người khác nói qua thôi, hẳn là có 8-9 phần tương tự với viên thuốc này. Chu Thế Văn rít lên một hơi lãnh khí, ngơ ngác nhìn viên đan dược kia rồi run giọng nói: Cái viên Thiên Hương Tục Mệnh Đan này chẳng lẽ chính là viên mà cùng chủ Bách Co Cung tặng cho Lương Vương hay sao? Phương Thần sắc mặt cũng thay đổi, trở nên có chút vặn vẹo, hắn cười khanh khách nói: Hẳn là không có trùng hợp như vậy chứ. Diệp Húc cười ha ha: Trên đời này Thiên Hương Tục Mệnh Đan khẳng định không chỉ có một viên, làm sao trùng hợp như vậy được, hẳn không phải là viên mà Lương Vương bị người cướp đi kia chứ. Tiếng cười vừa dứt, ba người ba mặt nhìn nhau. Diệp Húc phất tay đem Thiên Hương Tục Mệnh Đan thu hồi ném vào ngọc lầu, rồi yên lặng trầm tư. Sự tình lần này mà làm lớn, nếu như đem viên Thiên Hương Tục Mệnh Đan này đưa ra ngoài, ắt hẳn sẽ gây sóng gió to lớn đây. Đến lúc đó cho dù là danh đầu Ngũ Độc Giáo đi chăng nữa cũng không thể bảo vệ nổi chúng ta được. Chẳng lẽ còn phải như ở Việt Châu đại náo Thanh Châu một lần hay sao? Diệp Húc không khỏi cười khổ, bọn họ hiện tại cũng không có cường giả như Ưng tiên sinh bên người, hơn nữa
Thanh Châu cũng không phải vùng đất vắng vẻ như Việt Châu. Nơi này rồng rắn lẫn lộn, hơi chút không cẩn thận liền chết không thể nghi ngờ. Ta đột nhiên nhớ tới, ta còn có chuyện quan trọng hơn, chi bằng bây giờ tạm biệt đi. Công Dương Giảm cũng nghĩ đến chỗ không ổn, vội vàng xoay người liền đi. Phương Thần cùng Chu Thế Văn một tả một hữu, đưa mắt kẹp ở giữa, mỉm cười mà nói: Công Dương lão ca có chuyện gì quan trọng hơn chứ? Chúng ta cũng có thể giúp đỡ một hai. Công Dương Giảm vẻ mặt đau khổ, bọn Diệp Húc không để hắn rời đi cũng là chuyện đương nhiên, vội vàng xin tha mà nói: Các vị tiểu tổ tông, Lương Vương Phú không dám chọc giận Ngũ Độc Giáo các ngươi, nhưng khẳng định dám trêu chọc ta, hay là tha cho ta một mạng đi. Diệp Húc an ủi nói: Lương Vương Phú sớm đã biết ngươi cùng với chúng ta là một hối, Công Dương lão ca, ngươi đã sớm không rõ vạch được mối quan hệ nữa rồi. Công Dương Giảm sắc mặt càng khổ, mặt ủ mày trao: Lần này lão phu xem như thân bại danh liệt, ôm đùi kết quả ôm phải một cái chân voi, ai có thể nghĩ đến Ngũ Độc Giáo cơ nhiên trộm đi Thiên Hương Tục Mệnh Đan của Lương Vương cơ chứ. Ngũ Độc Giáo lần này lại còn đem viên thuốc này làm thọ lễ mà trả về, không thể nghi ngờ là tát thẳng vào mặt của Lương Vương. Cái mạng nhỏ này của lão phu xem như triệt để mà trở về với cát bụi thôi. Chu Thế Văn trong nội tâm cũng cảm thấy bất an, hắn nói nhỏ: Thiếu Bảo, chúng ta thật sự phải lấy viên Thiên Hương Tục Mệnh Đan này làm thọ lễ đưa lên hay sao? Diệp Húc còn chưa trả lời, đột nhiên chỉ nghe thấy một tiếng chuông thanh thúy từ phía trên truyền đến. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời từng cánh là cánh hoa năm màu rực rỡ tạo thành từng mảnh từ trên trời giáng xuống. Một tòa bảo liễn từ phương Tây bay tới, một con bạch hạc cực đại kéo theo tòa bảo liễn này từ từ bay vào Thanh Châu Thành. Đi trước còn có mấy vị bạch y thiếu nữ tay cầm lãng hoa từ không trung bay qua, một đường vung hoa, bảo liễn đi về phía trên tụ bảo trai chậm rãi hạ xuống. Bạch Hoa cùng cung chủ cư nhiên tự mình giá lâm, thể diện của Lương Vương thật sự không nhỏ. Công Dương Giảm lộ ra vẻ khiếp sợ, lập tức đột nhiên nghĩ đến Bách Hoa Cung cung chủ sở dĩ đi vào Thanh Châu, chỉ sợ không phải là để chúc thọ Lương Vương, hơn phân nửa là vì mấy tên tiểu tử bên cạnh đây mà đến. Diệp Húc trong nội tâm vừa động, có chủ ý, hắn cười nói: Chỉ cần có thể lôi kéo được quan hệ với Bách Hoa Cung, thì viên Thiên Hương Tụng Bệnh Đan này ta liền có thể tống đi được rồi. Lời còn chưa dứt, đột nhiên từ phía đông yêu khí cuồn cuộn ngưng tụ thành một mảnh yêu vân đen nhánh. Chỉ nghe từ trong yêu vân truyền tới một thanh âm phóng khoáng, cười to nói: Bách Hoa Cung chủ, đám tiểu nương tử các ngươi ở trên trời bay loạn, chẳng lẽ sẽ không sợ bị lộ hàng hay sao? Lão tử nếu là bay thấp một chút thì sẽ nhìn thấy rõ ràng quần lót của các ngươi rồi kìa. Con bò ngu xuẩn lại vô lễ sao? Vào miệng. Từ trong tụ bò chai truyền đến từng tiếng giống, đột nhiên bay ra một bàn tay mảnh khảnh trắng nõn như son, năm ngón tay nghiễm nhiên, mỗi một ngón tay đều giống như bạch ngọc, đón gió nhoáng một cái to đến chu vi gần một mẫu, chính là do cao thủ vu pháp dùng chân nguyên ngưng tụ mà thành, đập thẳng về phía yêu vân. Họ Tố kia, lão ngưu ta mới không sợ ngươi kìa. Trong yêu vân truyền đến một tiếng quát lớn, yêu vân ngưng tụ hóa thành một cái đầu trâu cực to, ngang nhiên đánh về phía cự trưởng. Cự trưởng kia đột nhiên duỗi ra một đầu ngón tay hời hợt, nhẹ nhàng gõ lên mi tâm của đầu bò, không mang theo một tia nộ khí nào cả. Không xong rồi. Trong yêu vân lập tức truyền đến một tiếng hét thảm, chỉ thấy một thân ảnh hùng tuấn từ trong yêu vân rớt xuống, rơi vào trong thành Thạch Châu, đập bể một mảnh phong ốc, huyên náo đến gà bay chó chạy. Ngưu sư thúc à, ngài rốt cuộc cũng đã tới rồi. Vài thân ảnh tung nhảy như bay, cấp tốc chạy về nơi thân ảnh kia rụng xuống, chính là mấy yêu nhân môn hạ của Vạn Pháp Yêu Vương. Thân ảnh hùng tuấn nọ khí lực cường hãn vô cùng, không có chút thương tổn nào, từ trong phế tích bật dậy là một tráng hán như hắc tháp, nhìn thấy những người kia thì nao nao quát lên: Nguyên lai là mấy con thỏ nhỏ chết tiệt các ngươi, chuyện này các ngươi ai dám nói ra, ta liền giết chết các ngươi. Những người kia vẻ mặt đau khổ đứng ở bên cạnh của hắn. Diệp Húc nhìn lại chỉ thấy đại hán như hắc tháp này mắt như trung đồng, trên trán mọc ra một đôi sừng nhọn, hiển nhiên cũng là yêu thú tu luyện thành tinh. Đầu đại yêu kia quét mắt nhìn bốn phía, thấy người vây xem rất nhiều đều ở đó chỉ trò trò, lập tức nét mặt già nua ửng hồng, quát lên: giải tán hết cho ta, Hồ Phương tổ ta lần đầu số mặt như thế này, có gì đáng nhìn đây. Đám người xung quanh giải tán, một yêu nhân trong số đó cười khổ nói: Ngưu sư thúc à, ngài số mặt sao lại vu oan lên đầu sư phụ ta vậy? Sao, người có ý kiến gì? Tráng hắn kia chừng hắn đi nhanh về phía Lương Vương phủ, lên tiếng nói: Lần này không nhìn được quần nót của các tiểu nương tử Bách Khoa Cung, lòng ta thật buồn. Đợi đại thọ của Lương Vương qua rồi, ta liền đến chân núi Lao Sơn mai phục, ta nhất định phải nhìn cho bằng được rốt cuộc những tiểu nương tử này mặc quần nót màu gì, thậm chí nó không chừng là cái gì cũng không mặc ấy chứ. Các ngươi ai có hứng thú không? Mấy tên yêu nhân cũng quyết lắc đầu. Tráng hắn kia khiển trách:
Thật không có tiền đồ. Đi theo ta như vậy quả thực chính là vứt hết thể diện của lão Ngưu ta mà. Biến, đều biến cả đi, ta đi tìm Lương Vương tống tiền. Diệp Húc nhìn theo bóng lưng của hắn thầm nghĩ, đầu lại yêu này là một cao thủ, chỉ sợ là cưng giá cung cấp bạc với Ưng tiên sinh rồi. Cao thủ đến Thanh Châu Thành tham gia đại hội của Lương Vương càng ngày càng nhiều. Ngắn ngủi một nén nhang thời gian, liền có 5-6 người đuổi tới, hoặc là thao túng vu pháp, hoặc là khống chế vu bảo, đều rơi vào trong thành, đa số là gia chủ của các thế gia ở phụ cận Thanh Châu. Công Dương Giảm thuộc như lòng bàn tay, giải thích tỉ mỉ cho Diệp Húc và la lịch của từng thế gia Đại Việt này. Diệp Húc không khỏi động dung. Liễu Châu Thành chỉ có Diệp, Chu, Phương, tam đại vu hoang thế gia, mà Thanh Châu thế gia so với Liễu Châu nhiều hơn mấy lần. Đột nhiên, không trung lại có một đám mây đen bay tới, trong đó truyền đến trận trận thanh âm gào khóc thảm thiết, tình cảnh bi thảm. Lần này tới lại chính là cao thủ Quỷ Vương Tông, chắc hẳn chính là cường giả thế hệ trước của Quỷ Vương Tông Mao Khai Phục mà Diêu Thừa Tiên đã nhắc tới, đặc biệt cũng vội tới mừng thọ Lương Vương. Cách đó không xa, Diêu Thừa Tiên cao giọng nói: "Mao sư thúc à, đệ tử trong này." Đoàn mây đen này thu liễm, chỉ thấy một thân ảnh từ cao gầy tong teo từ trên không trung rơi xuống, đỉnh đầu toát ra một đoàn chân khí, chỉ thấy một cái khô lâu chùy ở bên trong chân nguyên khí bay tới thổi đi. Diêu Thừa Tiên liền bước lên phía trước hành lễ, đến cả đại thế tử Lương Hiên Thanh đối với người này cũng rất khách khí. Công Dương Giảm sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói: "Diệp lão đệ, ngũ độc giáo các ngươi chẳng lẽ không có cao nhân trình diện hay sao? Người của Quỷ Vương Tông có thủ tất báo, nói không chừng sẽ ra tay với chúng ta kìa." Diệp Húc thở dài một tiếng, trong nội tâm cười khổ. Nếu như cao thủ ngũ độc giáo trình diện, ngược lại đầu tiên chính là muốn làm thịt mấy tên đệ tử giả bọn hắn. Diêu Thừa Tiên nhìn về phía Diệp Húc, thấp giọng nói vài câu với Mao Khai Phục. Mao Khai Phục nhe răng cười nói: "Thừa Tiên, lá gan ngươi càng ngày càng nhỏ. Mấy tên đệ tử này của ngũ độc giáo yếu như con kiến hôi mà thôi. Ngươi cho dù ra tay đánh chết bọn họ thì đã có sư thúc ta đây gánh đỡ cho ngươi rồi. Giết một người của ta, ta diệt cả nhà ngươi sao? Hôm nay nên giết ba người bọn hắn, xem thử ngũ độc giáo làm sao diệt Quỷ Vương Tông ta đây." Thanh âm của hắn cực kỳ bén nhọn, bọn Diệp Húc nghe thấy trong nội tâm trầm xuống. "Thiếu Bảo, chúng ta làm sao bây giờ?" Chu Thế Văn trong nội tâm cũng không còn một tấc vuông. Mao Khởi Phục là cường giả cùng cấp bậc với Diệp Tư Đạo, Ưng Tiên Sinh, mà tu vi của Diêu Thừa Tiên cũng cao hơn bọn họ rất nhiều. Giờ phút này, danh đầu của ngũ độc giáo cũng không còn tác dụng gì nữa. Trong lòng bọn hắn giờ này quả thật cũng có chút tuyệt vọng. Diệp Húc mục quang càng ngày càng lạnh, lặng lẽ lấy ra một quả hóa thú đan, cười lạnh rồi nói: "Đánh chết trước rồi nói sau vậy." Lại nói, trong ngũ độc động phủ, hắn tổng cộng tìm được 3 miếng hóa thú đan. Lúc ấy nói rõ ràng, cùng Chu Thế Văn, Phương Thần chia nhau mỗi người một miếng. Bất quá Chu Thế Văn cùng Phương Thần không để ý mấy viên thuốc này trong lòng, Diệp Húc liền thu cả vào ngọc lâu của mình. Dược tính của hóa thú đan ba người bọn họ hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết hóa thú đan là một loại đan dược có thể khiến cho vu sĩ khí lực hóa thành yêu thú, thân hình vô cùng cường hãn. Diêu Thừa Tiên đi nhanh về hướng Diệp Húc, khẽ cười rồi nói: "Sư huynh ngũ độc giáo, nghe nói ngươi uống rượu càng nhiều liền càng lợi hại, ngươi hiện tại có cần uống rượu hay không?" Mao Khai Phục liền đứng ở phía sau hắn, cách đó không xa, giúp hắn không còn sợ hãi. Hắn ngưng kết nguyên khí, nhanh chóng hình thành một đầu quỷ vương màu xanh, nắm hồn phách của 5 tên vu sĩ, tràn ngập quỷ khí tùm. Viên hóa thú đan mà Diệp Húc lấy chính là viên màu lam này, trong đó có một con vượn hung bạo màu vàng đang nghịch nước. Hắn nhét luôn viên thuốc vào trong miệng, nguyên lành mà nuốt xuống. Hắn thấp giọng nói: "Chủ huynh, các người đi tụ bảo trai trước đi, chỗ đó có Bách Khoa Cung cung chủ đang tọa trấn, người của Quỷ Vương Tông sẽ không dám làm gì đâu." "Thiếu gia, còn ngươi thì sao?" Tô Kiều Kiều trong lòng hoảng sợ nói. Chu Thế Văn cưỡng chế nàng rời đi, hắn nói: "Đừng có hỏi hắn, tiểu tử này hơn phân nữa đều đã có tính toán riêng cả rồi." Diệp Húc thấy bọn họ rời đi, trong nội tâm cũng nhẹ nhàng thở ra. Bọn Tô Kiều Kiều ở lại chỗ này xác thực làm cho hắn cảm thấy vững chân vững tay. Bọn họ sau khi rời khỏi ngược lại có thể làm cho hắn triệt để thi triển ra thủ đoạn của mình. Đan dược có thể được chủ nhân của ngũ độc động phủ cất kỹ, uy lực khẳng định là không phải chuyện đùa. Hắn thần sắc đại định, chậm rãi thúc dục dược lực. Chủ nhân của ngũ độc động phủ, tu vi cơ hồ đã ngưng tụ được nguyên thai. Trong số những cao thủ mà hắn đã từng được thấy qua, là người có tu vi gần nhất với vị cao thủ đã rút ra kim khí của hơn 10 tòa núi lớn kia. Đan dược mà hắn lưu lại, uy lực chân thực, đáng tin. Diêu Thừa Tiên nhe răng cười nói: "Tiểu tử, ngươi thật sự không cần phải uống rượu, mượn rượu làm càn hay sao?" Mao Khai Phục khẽ nhíu mày: "Thừa Tiên, đừng nói nhảm nhiều như vậy, mau giết hắn đi, sư thúc ta còn muốn đi Lương Vương phủ." Diệp Húc đi nhanh về hướng Diêu Thừa Tiên, hắn nói: "Giết ngươi,
còn chưa cần ta phải uống rượu đâu. Quỷ vương sau lưng Diêu Thừa Tiên càng ngày càng ngưng thực, quỷ khí càng ngày càng nặng, nghênh tiếp Diệp Húc. Hắn cười nói, ta bảo chế người trước, sau đó lại tìm mấy tiểu tử kia hỏi chuyện sau vậy. Bước đầu tiên của Diệp Húc rơi xuống, còn chưa cảm giác được chút khác thường nào. Khi bước thứ hai rơi xuống, chỉ cảm thấy trong đan điền có một cỗ nguyên khí thô bạo, bành trướng lao ra. Khi bước ra bước thứ ba, cỗ nguyên khí này đã tán đến tứ chi bách hải, cốt cách răng rắc chấn động. Đợi tới bước thứ tư rơi xuống, toàn thân cơ thể của hắn lại trứng lên, gân xanh cùng mạch máu nổi lên đầy trên trán, trên mặt, rậm rạp chẳng chịt, bện thành võng, khủng bố dị thường. Hắn đi về phía trước đến bước thứ năm, thể trạng đột nhiên cất cao 3 tấc. Bước thứ sáu, cất cao 1 thước. Bước thứ bảy, Diệp Húc còn muốn cao lớn hơn, cường tráng hơn so với Tráng Hán, như hộ pháp mới từ trên trời giáng xuống khi nãy. Bước thứ 8 rơi xuống, hắn đã như một cự nhân, khối khối cơ thể no đủ phình lên, cứ như gốc cây đại thụ già, cơ thể cầu kết, khổng vũ hữu lực, hùng tráng phi thường. Hắn hét lên một tiếng, quần áo của hắn chịu không nổi nữa, liền lắt bấy. Giày rơm cũng bị bàn chân rộng thùng thình căng nứt, ngạch lồi, mục hãm, hai mắt như lửa, phảng phất bạo vượn đang tức giận vậy. Đầu bạo vượn này cao gần 4 thước, thân hình hùng tráng, làm cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Diệp Húc bước ra bước thứ 9, nguyên khí của hắn lại kịch liệt bành trướng, tràn ngập thân thể, làm cho tu vi của hắn một đường đột bay mãnh tướng. Bồi nguyên lục phẩm, thất phẩm rồi bát phẩm. Âm ầm. Nguyên khí của hắn hóa thành một vòng mặt trời, hừng hực thiêu đốt, trong chớp mắt bước vào cố nguyên kỳ, từ cố nguyên nhất phẩm không ngừng kéo lên. Khi hắn đặt xuống bước thứ 10 thì đã vọt tới cố nguyên cửu phẩm, lần nữa kịch biến, đại nhật như luân, khắp rượu quanh thân. Từ xa nhìn lại, làm cho người ta trong thoáng chốc cảm thấy toàn thân hắn bao phủ một vòng mặt trời, cao tới 4 thước, hừng hực thiêu đốt. Nguyên khí bang bang xông tới, làm cho tu vi của hắn trong nháy mắt bật lên dung nguyên cửu phẩm, có dấu hiệu luyện giả thành thực, hóa thành chân nguyên. Dưới chân hắn đột nhiên dâng lên một cột sóng nước cự đại, vững vàng nâng thân thể của hắn lên. Dòng nước xiết bành trướng, thân hình Diệp Húc hóa thành yêu viên, do đó đạt được thiên phú của yêu viên này, có thể thao túng lũ lụt. Bên trong hóa thú đan này chất chứa dược lực khủng bố đáng sợ. Hắn chỉ mới bước ra vài bước liền làm cho tu vi của hắn một đường tăng cao, bước vào tam thực cảnh. Loại tu vi này không phải nguyên khí của vũ sĩ, mà là yêu nguyên của yêu thú, là năng lượng do nội đan hóa thú cung cấp. Diệp Húc hiện tại chính là một đầu đại yêu. Trong cơ thể của hắn, yêu nguyên còn đang bành trướng sôi trào, sóng nước càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, đưa hắn để lên đến độ cao hơn 10 thước. Hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể tuôn ra lực lượng không gì sánh nổi, tự hồ có thể di sơn đảo hải. Hắn mỗi lần đi về phía trước một bước, dưới chân liền tự động hình thành một đạo sóng lớn, nâng thân hình lên. Mao khai phục trận trừng con mắt, thần sắc không thèm đếm xỉa lúc trước, hễ biến mất là sạch. Sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, lẩm bẩm nói: địa cấp linh đan của ngũ độc giáo, dùng tinh hồn của Kim Mao Thủy Viên luyện thành bạo vận đan. Chẳng lẽ tiểu tử này là hạch tâm đệ tử của ngũ độc giáo, đến cả loại linh đan này đều có hay sao? Diêu Thừa Tiên cũng thấy con mắt đăm đăm, cười khanh khách nói: tiểu tử, ngươi đây là vu pháp gì vậy? Nói cho ngươi biết, ngươi có to lên cũng vô dụng thôi, vẫn là phải chết trong tay quỷ vương ngự quỷ quyết của ta thôi. Diệp Húc mắt đứt tai ngơ, hắn chỉ cảm thấy một cỗ thị sát khí tức thô bạo, dũng mãnh tuôn vào trong đầu của hắn, khiến hắn có một loại dục vọng không thể nén nhịn được, mà muốn phá nát tất cả, hận không thể phá nát tất cả trước mặt, hết thảy săn bằng bình địa. Diêu Thừa Tiên thấy hắn không đếm xỉa chính mình, giận tím mặt, lập tức thao túng quỷ vương hướng Diệp Húc công tới. Hình thể của quỷ vương của hắn cũng cực kỳ khổng lồ, nhưng ở trước mặt Diệp Húc quả thực chính là một tiểu bất điểm, còn chưa đến bên người của Diệp Húc liền bị sóng khí bành trướng chấn cho nát bấy. Mau khai phục sắc mặt kịch biến, vội vàng quát lên: Thừa Tiên, mau tránh ra! Diệp Húc lọt vào công kích của hắn, một tia lý trí cuối cùng trong mắt triệt để biến mất, hoàn toàn bị thị sát khí này khống chế. Hai mắt huyết hồng, một quyền đập xuống phía dưới, nắm đấm rơi xuống, đầu tiên là đụng phải ngọc lâu của Diêu Thừa Tiên. Tòa ngọc lâu thiên đạo ban tặng này lại bị quả đấm của hắn trực tiếp nghiền nát. Sư thúc, cứu ta! Diêu Thừa Tiên sắc mặt trắng bệch, vội vàng hô to, nắm đấm rơi thẳng xuống, trực tiếp đập hắn nát bét thành cái bánh thịt. Một quyền này rơi trên mặt đất, đá vụn bay ra đầy trời, mặt đất thình lình xuất hiện một cái hố to phương viên hơn 10 mét. Phòng ốc xung quanh ầm ầm sụp đổ, giống như nhấc lên một hồi địa chấn, cả Thanh Châu đều có thể cảm thấy chấn cảm mãnh liệt. Mao khai phục chưa tới kịp, không ra tay kịp, Diêu Thừa Tiên liền chịu độc thủ, giận quá mà cười nói: giết sư điệt ta, cho dù ngươi cũng là hạch tâm đệ tử của ngũ độc giáo đi chăng nữa, hôm nay cũng phải chết ở đây không thể nghi ngờ. Hắn một chảo hất ra, đem thanh khô lâu chùy như đầu đỉnh kia bắt tới trong tay. Thanh khô lâu chùy này là do không biết bao nhiêu cái đầu lâu người chế tạo mà thành,
đón gió run lên. Khô lâu chùy lập tức trở nên vô cùng cự đại, ken két săn sát, phân giải, làm mấy trăm cái khô lâu, cho đến khi một tiếng quái khiếu hướng Diệp Húc đánh tới. Những khô lâu này mỗi cái đều có to mấy xích, bổ nhào lên trên người Diệp Húc, rồi liền dùng sức mà gặm cắn. Những khô lâu này hàm răng sắc bén, được hắn tế luyện đã lâu, có thể đem vô sĩ ngang cấp xé nát một cách đơn giản. Bất quá, bổ nhào lên trên người của Diệp Húc lại chỉ có thể cắn nát một vết máu mà thôi, không có thể đứt được một miếng thịt nào cả. Mấy trăm cái khô lâu vây quanh Diệp Húc cao thấp tung bay, dùng sức mà gặm táp, từ xa nhìn lại giống như từng đoàn đại hắc khí quay chung quanh một đầu bọ vượn vậy. Diệp Húc giờ phút này đã mất hết thần trí, bị lệ khí của Kim Mao Thủy Viên khống chế, nổi giận gầm lên một tiếng, hơi nước quanh thân chấn động, liền đem những khô lâu này đánh bay. Hắn hai chân dùng sức, thân hình bắn lên đánh về phía Mao Khai Phục, há miệng rít gào, lộ ra hàm răng cực kỳ sắc bén. Muốn chết sao? Mao Khai Phục giận dữ, đỉnh đầu đột nhiên bay lên chân nguyên vô cùng tinh thuần, sáng trong như minh nguyệt, đột nhiên hóa thành một đầu quỷ vương, quát tháo ra thanh âm hướng Diệp Húc đánh tới. Quỷ vương của hắn là tồn tại mà quỷ vương của Diêu Thừa Tiên không thể so sánh. Cầm lăng nha bổng trong tay, gào thét điện xuống đỉnh đầu của Diệp Húc. Đoang một tiếng, lăng nha bổng rơi thẳng xuống đỉnh đầu của Diệp Húc, truyền đến một tiếng nổ kinh thiên động địa, lập tức cao cao bắn lên, lại không thể khiến hắn bị chút tổn thương nào cả. Mao Khai Phục gầm lên, vung khô lâu chỉ trong tay lên, lần nữa mà hướng Diệp Húc đập tới. Diệp Húc tức giận rít gào, vung nắm đấm như ngọn tiểu sơn lên, hung hăng mà đập qua. Mao Khai Phục kêu thảm một tiếng, bị một quyền này nện đến kích xạ ra, một đường đánh ngã không biết bao nhiêu gian phòng. Vô liêm sỉ, lão gia ta còn là lần đầu tiên chịu thiệt thòi lớn như vậy. Trong miệng hắn thổ huyết, xoay người nhảy lên, mục quang hung ác, lau đi vết máu ở khóe miệng. Mao Khai Phục thật sự nổi giận, hắn còn là lần đầu tiên chật vật như vậy, chỉ đối phương chẳng qua chỉ là tiểu vũ sĩ bồi nguyên kỳ, là làm cho hắn bị thương. Hắn vừa mới đứng dậy, liền gặp một cái âm ảnh cự đại mang theo lũ lụt ngập trời từ trên cao ngang nhiên đè xuống. Mao Khai Phục vội vàng tế ra ngọc lâu, khôn cùng lũ lụt âm ầm rơi rụng, ép cho hắn thất khiếu phun máu. Lập tức nắm đấm cực đại nện thẳng lên trên ngọc lâu của hắn, cạch một tiếng, đem ngọc lâu thiên đạo ban cho hắn nện đến nát bấy. Mao Khai Phục kinh hãi gần chết, bị Diệp Húc một quyền oanh tại trên ót, lần nữa thổ huyết bay ra. Là người nào dám ở Thanh Châu động thủ vậy? Lương Vương phủ bỗng truyền đến mấy tiếng thanh âm hùng hồn, tiếp theo mấy người phóng lên trời, hóa ra là gia chủ của mấy thế gia xung quanh Thanh Châu. Bọn họ nhìn lại chỉ thấy một con bạo vượn lông vàng xoáy lên nũ nụt đang đuổi theo Mao Khai Phục của Quỷ Vương Tông. Bạo vượn lông vàng này tiến về phía trước một bước, dưới chân liền có sóng lớn tùy tướng đem từng tòa phòng ốc bao phủ. Bạo vượn ầm ầm nhảy lên, hai tay ôm cùng một chỗ, nặng nề hứng thân thể Mao Khai Phục mà chùy tới. Đánh chết ngươi! Kim Mao Thủy Viên mở miệng rít gào, gia chủ của mấy đại thể gia sắc mặt kịch biến, một người trong đó vội vàng quát lên: "Nhanh, ngăn lại hắn, cứ để cho hắn phá hoại tiếp thì cả Thanh Châu này chẳng mấy chốc đều bị hắn hủy mất thôi." Bọn người Chu Thế Văn vừa mới trốn vào trong tụ bỏ chai, gặp tình hình này không khỏi đều hít vào một hơi lãnh khí. Chu Thế Văn lẩm bẩm nói: "Thiếu bảo lần này đã gây ra đại họa tề thiên rồi." Diệp Húc lúc này sớm đã bị lệ khí của bạo vượn khống chế, dục vọng phá hoại trong lòng bị phóng đại vô số lần, giống giận liên tục, nhìn thẳng thân ảnh của Mao Khai Phục không tha, một đường mà đánh tới. Mao Khai Phục giờ phút này không còn chút ngạo khí nào của lúc trước nữa rồi, bị đánh cho toàn thân đều là máu, trong nội tâm kinh hãi gần chết. Làm sao có thể? Cho dù hắn là hạch tâm đệ tử của Ngũ Độc Giáo cũng không thể có được hóa thú đan như vậy. Hơn nữa dùng tu vi của hắn ăn vào hóa thú đan, dược lực mạnh mẽ như vậy, tại sao không có bạo thể mà chết đây? Hóa thú đan là đan dược thông qua việc rút ra tinh hồn yêu thú, lại dùng hơn 10 loại dược liệu quý hiếm bỏ chung luyện chế mà thành, là bí kỹ độc môn của Ngũ Độc Giáo. Trong truyền thuyết dùng tinh hồn yêu thú đẳng cấp nào luyện chế ra đan dược, sau khi ăn vào liền có thể có được thực lực cùng tu vi của con yêu thú đó. Bất quá loại đan dược này xác suất luyện chế thành công cực thấp, hơn nữa dược hiệu thật sự là quá mạnh mẽ, vũ sĩ tu vi thấp kém nếu như ăn vào hóa thú đan vô cùng có khả năng bị yêu nguyên cuồng bạo làm cho nổ tung. Phạm vi an toàn cho lần đầu tiên dùng hóa thú đan nhiều nhất chỉ có thể cao hơn so với tu vi tự thân một đại cảnh giới mà thôi, nếu như vượt qua quá nhiều liền có thể bạo thể mà chết. Trong hàng ngũ đệ tử của Ngũ Độc Giáo, luyện chế hóa thú đan cũng không phải là ít, bất quá đại bộ phận đệ tử đều là lợi dụng hóa thú đan cải biến hình thể thân thể. Tỷ như đệ tử Ngũ Độc Giáo muốn vượt biển liền có thể dùng tinh hồn Kim Mao Thủy Viên luyện chế bạo vận đan thao túng lũ lụt đi ngang qua hải dương, nếu là phi hành thì dùng tinh hồn điều yêu luyện chế thành tiên đan khiến cho có thể mọc cánh, sau lưng mọc lên hai cánh vỗ cánh bay đi.
Nhưng Diệp Húc lấy bạo vượn đan để dùng để chiến đấu. Hơn nữa, viên đan dược kia so với tu vi của hắn trọn vẹn cao hơn 4 đại cảnh giới, trọn vẹn 32 tiểu cảnh giới, vượt qua Cố Nguyên Kỳ, Dung Nguyên Kỳ, Tam Thực Cảnh, Chân Nguyên Kỳ, đem tu vi của hắn nhất cử tăng lên tới Tam Thực Cảnh, Hạo Nguyệt Kỳ. Mao Khai Phục giờ phút này chỉ muốn chạy trốn, lại bị Diệp Húc một phát bắt được, giữ chặt trên mặt đất, vùng nắm đấm to như tiểu sơn lên, nặng nề đấm thẳng lên người của hắn. Thanh Châu Bát Đại Thế Gia gia chủ vội vàng xông lại, chưa tiến đến gần liền thấy bạo vượn lông vàng kia vung quyền không ngừng hướng Mao Khai Phục đập tới, ôm ôm rồi nói: "Đánh chết ngươi, đánh chết ngươi!" Một quyền, hai quyền, ba quyền, mỗi một quyền rơi xuống, mặt đất đều đang kịch liệt run rẩy. Không thể để cho hắn tiếp tục nữa, tiếp tục đánh xuống, Mao Khai Phục liền bị hắn sinh sinh đánh chết mất thôi. Không dễ nói công đạo với Quỷ Vương Tông đâu. Cho dù Mao Khai Phục không chết đi chăng nữa, thì đầu Kim Mao Thủy Viên này chỉ sợ cũng sẽ nhấc lên lũ lụt, nhấn chìm Thanh Châu. Giờ phút này, Thanh Châu dĩ nhiên bị dìm ngập mấy cái ngã tư, đều là những nơi mà Diệp Húc đi qua, lũ lụt rơi xuống nhanh chóng, dồn đi khắp nơi. Trong đó một vị thế gia gia chủ xông lên phía trước, nộ quát một tiếng, chân nguyên hóa thành một cái đại thủ, hướng Diệp Húc mà chụp tới. Đại thủ này còn chưa đến nơi, Diệp Húc đột nhiên quay đầu lại, hai mắt xích hồng như máu, một quyền oanh ra, song lớn bành trướng, nước chảy hóa thành một quyền đầu, hướng về phía đại thủ do chân nguyên hóa thành kia oanh tới, lập tức đem đại thủ này đập ra thành từng khúc vỡ vụn. Nắm đấm do nước lũ tạo thành mạnh mẽ đấm tới, hung hăng đệm lên trên người của vị gia chủ kia, lập tức đưa hắn đấm bay ra vài trăm mét, trong miệng thổ huyết, ngã xuống trong sân một gia đình nọ, đem mặt đất đào ra một cái hố sâu. Đinh gia gia chủ bị thương rồi. Đầu Kim Mao Thủy Viên này lực lớn vô cùng, hơn nữa tình thông vu pháp, một kích liền đem Đinh gia gia chủ đả thương, mọi người phải chú ý. Vị Đinh gia gia chủ kia xoay người mà dậy, bước leo lên không trung, xóa đi vết máu nơi khoe miệng, lạnh lùng lên tiếng: "Quỷ Vương Tông Mao Khai Phục đã bị hắn đấm thành thịt vụn rồi." Những lời này nói ra, lập tức một mảnh xôn xao. Tu vi của Mao Khai Phục cao bậc nào đây, là tương đương với những gia chủ bọn họ, hơn nữa là cao thủ Quỷ Vương Tông, có muôn vàn vu pháp ở trong tay. Vu bảo trong người, cư nhiên bị đầu Kim Mao Thủy Viên này dùng quyền đầu mà sinh sinh đập chết. Mao Khai Phục cũng chẳng phải hạng tốt lành gì cả, hết lần này tới lần khác đi châu chọc đầu hung vật này, chết cũng là đáng đời. Mọi người cùng nhau ra tay, mau mau đưa hắn chấn áp xuống, nếu không hắn khởi xướng hung ác, liền muốn dìm nước Thanh Châu rồi. Gia chủ của thất đại thế gia còn lại của Thanh Châu đồng loạt tiến thối, đều hướng Diệp Húc đánh tới, xa xa đều tự tiến lên vu bảo của chính mình. Trong đó bắt mắt nhất chính là một cái đại ấn sơn đen bay đến giữa không trung, càng lúc càng lớn, giống như một cái quan tài đen kịt, hướng bộ não của Diệp Húc đánh tới. Những người khác cùng tất cả đều khống chế vu bảo, đều tiến lên gào thét hướng Diệp Húc áp tới. Diệp Húc trong lòng thô bạo càng ngày càng thịnh, đột nhiên ngửa mặt lên trời giống giận, hai tay hướng mặt đất nặng nề một búa, đại địa ầm ầm chấn động, lập tức mặt đất vỡ ra, bảy điều cột nước phóng lên trời, kích xạ hơn 10 trượng, giống như bảy điều nộ long, dương nanh múa vuốt, nghênh tiếp bảy vật vu bảo kia. Bảy vu bảo đối kháng với thủy long ở trên không trung lên nổ tung, bảy vu bảo đều tự tung bay rơi về tay chủ nhân của mình. Diệp Húc rít gào một tiếng, hai đầu gối khuỵu xuống, hắn ngồi chồm hổm, đột nhiên nhảy lên, nhảy đến giữa không trung. Thân thể của hắn vừa mới bắt đầu hạ xuống, liền gặp một cái cột nước trong thành phóng lên trời, vững vàng nâng thân thể của hắn lên. Diệp Húc trên không trung tung nhảy như bay, hướng trong đó một vị gia chủ mà đuổi theo. Mỗi một chân rơi xuống, liền có một cái cột nước tự động sinh ra. Cột nước khác đều tán loạn, trong thành lũ lụt tích xúc càng ngày càng sâu. Mau, mau ngăn cản, không thể để cho hắn cản rỡ thêm được nữa. Nếu không trong thành nước càng nhiều, hắn càng liền phát huy ra thực lực mạnh hơn. Kim Mao Thủy Viên chính là thủy hệ yêu thú, là vương giả ở trong nước. Hắn hoành hành thời gian càng dài, trong thành lũ lụt sẽ càng nhiều. Đợi đến lúc Thanh Châu bốn bề đều là nước, chính là lúc Kim Mao Thủy Viên triệt để đại phát hung uy. Thất đại gia chủ đều hướng Diệp Húc ngăn cản, thậm chí Đinh gia gia chủ cũng bất chấp thương thế cùng mấy người khác liên thủ. Lương Vương Tam Thế Tử, Lương Hiên Tùng thấy tình hình khủng bố như vậy không khỏi dùng mình một cái. Giờ phút này hắn vẫn chưa hồi phủ, sớm đem tình hình mà Diệp Húc cùng Diêu Thừa Tiên Mao Khai Phục nhìn ở trong mắt, chỉ là cố kỵ tính mạng của mình cũng không có tiến lên ngăn trở. Hắn thoáng nhìn thấy bọn người Chu Thi Văn đứng ở trước cửa tụ bảo trai, Lương Hiên Tùng vội vàng đi qua, run giọng mà nói: "Chu huynh, Phương huynh, Diệp huynh lần này uống bao nhiêu rượu vậy?" Chu Thi Văn cũng thu hồi một quang, gượng cười hai tiếng nói: "Uống đến không nhiều lắm đâu, chỉ có 2 lượng. "Hai lượng rượu liền hung tàn thành ra như vậy, Diệp huynh tiểu lượng cũng thật là kém, nếu như là 10 cân rượu mạnh thì..."
Lương Hiên Tùng ngẩn ngơ, không khỏi lại giật mình một cái. Chu Thế Văn hướng Phương Thần nháy mắt, hai người đi đến trong góc thầm nói: không nghĩ tới Hóa Thu Đan lại có uy lực bậc này. Trong tay thiếu bảo còn có hai khóa, đợi tí nữa hướng hắn đòi lại vậy. Hề, người nói đúng, ta cũng chưa từng nghĩ qua lại có uy lực bậc này. Liền cường giả tam thực cánh cũng có thể đánh chết được. Cái Hóa Thu Đan này giá trị tuyệt đối còn phía trên vu bảo kia. Đáng tiếc chỉ có ba khóa. Chúng ta có thể đào thoát tìm đường sống cũng xem như là rất may mắn rồi. Lần này thiếu bảo xông ra đại họa lớn, chúng ta chỉ sợ cũng tránh không được bị người khác giận chó đánh mèo rồi. Đang trong lúc hai người thương nghị, đột nhiên lại nghe được một tiếng hô to: Lam gia gia chủ bị đả thương rồi. Tưởng gia gia chủ bị hắn một quyền cắt đứt hai cái đùi rồi. Không xong, Đinh gia gia chủ lần nữa bị hắn độc thủ, không biết sống chết ra sao. Hai người hai mặt nhìn nhau. Hóa Thu Đan mạnh như vậy sao? Thiếu bảo lần này đả thương nhiều gia chủ như vậy, cho dù có chết cũng đáng. Theo dược lực của Bạo Viên Đan phát huy cùng với Thanh Châu Thành càng ngày càng nhiều nước, Diệp Húc thực lực cũng được từng bước kéo lên, ra tay uy thế càng lúc càng lớn, cơ hồ có xu thế bài sơn đảo hải. Thanh Châu bắt đại thế gia gia chủ hùng bá một phương, giờ phút này lại trên tay hắn chỉ có thể đau khổ trèo trống, cực kỳ nguy hiểm. Những người này thực lực tuy rằng mạnh, thế nhưng đều không có tu luyện tới trình độ như Kiểu Loan Thiên Hà, không có thể tế luyện đan đỉnh, không thể nào thu Kim Mao Thủy Viên phất tay sinh ra lũ lụt này được, chỉ có thể làm cho Diệp Húc càng đánh càng mạnh. Trong vương phủ lại có ba người phóng lên trời, một người trong đó đầu đội vương miện, người mặc hoàng bào, áo choàng thêu lên ba thủ kỳ lân, tướng mạo không giận tự uy, đúng là Thanh Châu Lương Vương phủ Lương Vương. Mà một tên còn lại trong số hai người kia là người vừa rồi bị Bách Khoa Cung cung chủ đánh rơi từ trên không trung xuống, tráng hán Hắc Tháp, mắt như trung đồng, đang chằm chằm nhìn thân ảnh Diệp Húc, lộ ra thần thái kích động vạn phần. Một người còn lại trong số đó là một trung niên nam tử mặc thanh sam, tuấn tú lịch sự, có một loại khí độ như một tiên sinh đọc đủ mọi thi thư trong thiên hạ này vậy. Này, đầu Kim Mao Thủy Viên này chính là đệ tử quý giáo bỏ đi phải không? Tráng hán Hắc Tháp lên tiếng hỏi. Lương Vương trên mặt thần sắc lo lắng hướng trung niên nam tử mặc thanh sam: Cố tiên sinh, kính xin các hạ làm cho đệ tử quý giáo thu hồi vu pháp thần thông về, miễn cho Thanh Châu sinh linh đổ thán. Trung niên nam tử mặc thanh sam này tên là Cố Ngôn Chi, nghe vậy ôn hòa cười nói: Lương Vương có điều không biết đó thôi, hắn là dùng Hóa Thú Đan thân thể hóa thành yêu thú, chứ không phải vu pháp thần thông gì cả. Cũng may Hóa Thú Đan dược hiệu chỉ có một phút đồng hồ, qua một phút dược lực sẽ biến mất hết thôi. Hắn vừa mới đi vào Thanh Châu, nào biết lại đụng phải Diệp Húc vung tay hóa thân yêu viên tùy ý phá hư như vậy, thậm chí đánh chết Quỷ Vương Tông mau khai phục, đem Thanh Châu bắt đại thế gia gia chủ đánh cho chật vật đến không chịu nổi. Trong nội tâm cũng hiểu được một hồi khoái ý, đồng thời lại có chút ít buồn bực. Tiểu tử này là ai? Tại sao trong ngũ độc giáo có nhân tài bậc này mà ta lại không biết đây? Lại nói, ngũ độc giáo hành hành ngang ngược, chính là ma giáo, xú danh toàn bộ lĩnh lam, đệ tử càng kiêu căng ngạo mạn, ra tay độc ác, thân là bề trên càng ưa thích. Cố Ngôn Chi trong lòng mở cờ, bề ngoài nhìn như không có gì, như trước vẫn mang theo một vẻ ưu tư nói: Lúc này chỉ sợ tu vi của hắn quá chênh lệch, nên bị Bạo Viên Đan khống chế thần, cho dù có là ta tiến lên cũng sẽ bị hắn công kích thôi. Chỉ khi nào đợi dược lực bình phục lại, hắn mới khôi phục được thần trí. Tới lúc đó Ngô Chi ta nhất định sẽ mang hắn tới thỉnh tội với Lương Vương. Lời tuy nói là như vậy, nhưng hắn trong lòng lại sung sướng khi người khác gặp họa, thầm nhủ: Tiểu tử này là một nhân tài, đáng giá để ta đặt tài bồi đây. Tay không mà đánh chết được mau khai phục, ngay cả ta cũng không dễ dàng mà làm như thế được. Trải qua lần này, ngũ độc giáo ta nhất định sẽ giành chấn Thanh Châu. Chứ có điều sao ta không biết trưởng giáo còn phái đệ tử khác tới hạ thọ của Lương Vương đây. Trong lòng của hắn càng buồn bực hơn chính là Diệp Húc dùng Bạo Viên Đan nâng cao tu vi, nâng lên quá nhiều, suốt 32 tiểu cảnh giới, không ngờ lại không bị yêu nguyên cuồng bạo làm cho không thể chống đỡ được mà bạo thể chết đi. Hắn không biết Diệp Húc tu luyện kiểu chuyển nguyên công, thân thể rất mạnh, vu sĩ bình thường khó có thể làm gì được hắn. Hắn dựa vào thân thể mạnh mẽ, cứng rắn chịu đựng lại yêu nguyên cuồng bạo của Bạo Viên xung kích lần thứ nhất. Sau khi yêu nguyên cải tạo thân thể, Diệp Húc hóa thân thành Kim Mao Thủy Viên, thân thể cường độ bạo tăng, liền có thể chịu đựng được yêu nguyên, lúc này mới có uy thế khủng bố như vậy. Đây chủ yếu là do thân thể của hắn được kiểu chuyển nguyên công tu luyện đủ mạnh. Đổi lại là người khác, mặc dù tu luyện tới dung nguyên cửu phẩm cũng sẽ bị yêu nguyên cuồng bạo đánh cho tan nát. Nếu như Diệp Húc biết được tác dụng phụ khủng bố của thú hoa đan này, chỉ sợ khi hắn nuốt viên Bạo Viên đan này thì cũng phải chần chừ một thời gian. Lúc bây giờ Lương Vương sắc mặt khẽ biến, Cố Ngôn Chi nói chỉ là bồi tội mà không phải là bồi chết. Phải biết rằng Diệp Húc náo loạn một hồi ở Thanh Châu,
đánh chết Quỷ Vương Tông mau khai phục, đả thương nhiều gia chủ thế gia, nhìn thế nào cũng là một tử tội. Đều nghe nói Ngũ Độc Giáo bao che khuyết điểm, quả nhiên là như thế. Lương Vương trong lòng cười lạnh, lên tiếng: Cố tiên sinh, một khắc thời gian đủ để hắn săn bằng Thanh Châu ta rồi. Nếu Cố tiên sinh không có cách nào, như vậy bản vương đành phải nhờ cung chủ Bách Khoa Cung ra tay thôi. Đánh chết hắn ta vậy. Bản thân Lương Vương cũng là một vị cao thủ. Diệp Tư Đạo lúc trước vì trị thương cho Diệp Húc, đêm đi ngàn dặm lẻn vào Lương Vương phủ ác chiến một thời gian với hắn. Cả hai bị thương, có thể thấy được thực lực của hắn so với những gia chủ Thanh Châu khác thì hơn một bậc. Nhưng hắn cũng biết Diệp Húc lúc này biến thành Kim Ma Thủy Viên, trước mặt tác chiến mình không phải là đối thủ. Thanh niên giống như một ngọn tháp màu đen đứng bên người hắn đột nhiên cười nói: Không cần cung chủ Bách Khoa Cung ra tay, nếu là hàng phục hắn, lão Ngưu có thể làm được. Trước đó không lâu, Vạn Pháp Yêu Vương ban cho ta một kiện tiểu khảm giáp. Đây là lần trước Thiên La Chu Vương tới La Phù Đảo làm khách, biểu thị vu pháp, há mồm phun ra tơ luyện chế thành bảo vật này. Lương Vương trong lòng mừng rỡ, thấy Diệp Húc đã thương mấy người gia chủ bắt đại thế gia hung ác dị thường, vừa vàng lên tiếng: Mau mời hiền đệ về hàng phục yêu viên. Thanh niên như tháp đen kia là một đầu lão Ngưu tu luyện thành một đầu yêu. Vạn Pháp Yêu Vương của hắn là Ngưu, lấy trong câu Man Ngưu Thiết Kỵ Bôn Vạn Lý, bài xương hạp nhập tử cung, rất có phong nhã, ý nhị ngân nga. Vạn Pháp Yêu Vương đọc đủ thư thư, nho nhã thú vị, nhưng đầu Ngưu này hồn nhiên không học được nửa phần, dã man thô lỗ, khác hẳn với tên của hắn. Lương Vương trong lòng một trận ác hàn, biết hắn là một người vô tư, không biết làm việc nặng nhẹ, thậm chí ngay cả Bách Khoa Cung chủ cũng dám đùa giỡn. Hắn dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Diệp Húc lúc này so với trước còn hung mãn hơn vài phần, bắt lấy một vị gia chủ không ngừng mà cuồng ẩu. Những người khác công kích căn bản không để vào mắt, tùy ý cho vu bảo vu pháp đập lên trên người. Lão đầu Ngưu còn đang chém gió ầm ầm, nước bọt bay ra tán loạn. Lương Vương vội vàng ho khan một tiếng quát lên: Hiền đệ, nếu không ra tay, Trương gia gia chủ sẽ bị hắn đánh chết mất thôi. A Ngưu này cười ha hả, vẫn chưa hiểu nói: Lương Vương, ta đây trong lòng có trăm ngàn thủ đoạn, cầu dẫn tiểu yêu tinh, đợi chút chúng ta tán gẫu chơi. Thiên La Kinh Xa, lên cho ta. Yêu khí quanh thân hắn ngút trời, nâng lên cái khảm giáp bay lên không trung. Chỉ thấy khảm giáp này phát ra từng đạo ánh sáng màu bạch ngân, từng sợi tơ màu bạch ngân theo khảm giáp bắn ra. Trong chớp mắt hình thành một cái lồng chụp màu bạch ngân, bao phủ một phạm vi vài dặm. Nó nhẹ như sa mỏng, thẳng tới Diệp Húc chùm lại, bao lại toàn thân của hắn. Đây đúng là vu bảo mà Thiên La Chu Vương luyện chế, bình thường là một kiện tiểu khảm giáp, thế nhưng một khi tới khởi sẽ hóa thành lớn cực đại che trời, đem kẻ thù bao lại. Thiên La Khinh Xa mỏng, nhưng chứa yêu nguyên pháp lực của lão Ngưu, nó bao lại toàn bộ Kim Ma Thủy Viên cùng với nước lớn được gọi tới, kín không kẽ hở. Trương gia gia chủ bị Diệp Húc đánh cho thương tích đầy mình, lúc này cũng bị bao ở bên trong, không khỏi kinh hãi muốn chết, lớn tiếng mà quát: Mau, mau thả ta đi ra ngoài. Diệp Húc mở miệng rít gào, hai tay ôm lấy, chỉ thấy giữa hai bàn tay to hình thành một quả bóng nước thật lớn, thả người nhảy lên hướng tới Trương gia gia chủ mà nện xuống. Mạng ta xong rồi, xong rồi. Trương gia gia chủ mặt màu thảm đạm, đột nhiên thấy cái lồng chụp màu bạch ngân kia hở ra một cái khe, hắn vội vàng thoát thân ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thiên La Khinh Xa. Còn Diệp Húc thì ôm lấy một bóng nước ầm ầm nện ở khắp nơi, sóng nước văng lung tung làm cho Thiên La Khinh Xa rung lên bần bật, nhưng thủy chung không bị phá. A Ngưu liên tục thúc giục yêu nguyên, Thiên La Khinh Xa lập tức kịch liệt thu nhỏ lại, hướng tới Kim Ma Thủy Viên mà bước tới, tính bắt giữ Diệp Húc. Cái vu bảo này thu nhỏ lại tới cực hạn, trở thành một tiểu khảm giáp, trực tiếp chụp lên người Diệp Húc, trói trụ hắn lại, không thể động đậy được. Lúc trước Thiên La Chu Phương há mồm phun tơ, tùy tay luyện chế ra cái vu bảo này, nó được xưng là suy nghĩ diệu tưởng, những cao thủ tham gia đại hội ở La Phù Đảo tán thưởng không ngừng. Diệp Húc tuy rằng lúc này thần trí bị mơ hồ, bị khí thế hung bạo của Kim Ma Thủy Viên làm cho choáng váng đầu óc, nhưng nhận thấy được nguy cơ, rít gào không ngừng. Dưới chân của hắn, từng đạo thủy long hướng tới bốn phương tám hướng mà đánh, đem Thiên La Kinh Xa chấn tới kịch liệt run rẩy. A Nhiêu giận quát một tiếng, liên tục thúc giục yêu nguyên, liều chết mà áp chế. Chỉ thấy Thiên La Kinh Xa liên tục thu nhỏ lại, dần dần bao phủ chỉ còn hơn 10 mẫu. Lúc này, không gian đối với hình thể khổng lồ của Diệp Húc kia mà nói đã có chút nhỏ hẹp. Tiếp qua một lát nữa, hoàn toàn không hề còn không gian nữa. Rầm rầm. Diệp Húc đột nhiên huy động nắm tay như một quả núi nhỏ, nện thật mạnh lên trên Thiên La Khinh Xa, chấn cho khí huyết của A Ngưu cũng phải bốc lên. Rầm 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 rầm. Diệp Húc một quyền rồi lại một quyền đánh tới, không ngờ làm cho Thiên La Khinh Xa mở rộng ra, phạm vi càng lúc càng lớn. Không xong rồi, thằng nhã này khí lực so với Long Ngưu ta còn muốn lớn hơn không ít đâu,
chỉ sợ về không được hắn ta đâu. A Nghiêu trong lòng lo lắng mà hô lên. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các tập tiếp theo.